Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Boruto trong phim Naruto Next Generation thử cho các bạn xem nha. Nếu như Naruto là bộ truyện có nội dung xoay quanh các cuộc chiến giữa làng lá với các làng xung quanh thì ở Boruto thì cấp độ đó đã được tác giả cho lên cấp độ vũ trụ luôn nhé các bạn. Ở Boruto ta có thể thấy mấy thanh niên thảm họa cấp vũ trụ này xuất hiện khá là nhiều luôn đó. Hứa hẹn trong tương lai chúng ta sẽ có một bộ anime hay để theo dõi nữa rồi các bạn ơi. Ok, hy vọng các bạn sẽ thích chiếc video này. Thank you.
Ok, như mọi khi, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào, có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Nào bây giờ thì hãy cùng mình xem thành quả nào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.